Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi cuộc đời và hành trình chinh phục ngôi vị tứ hoàng của đấng hề Buggy nhé. Giống như Sanh, Buggy từng là hải tặc tập sự trên tàu của Goldie Roger. Dù chỉ mới có 13 tuổi nhưng hai thanh niên này đã phải tham gia vào vô số trận chiến lớn nhỏ trong chuyến phiêu lưu ở trên biển. Một trong số đó chính là trận quyết chiến 3 ngày 3 đêm với băng hải tặc dâu trắng. Nhỏ tuổi là thế nhưng Buggy vẫn có thể sống sót cho tới cuối cùng. Qua cuộc chiến này, Buggy là người duy nhất nhận ra sự đặc biệt của dâu đen. Kẻ không ngủ một chút nào xuyên suốt quá trình quyết đấu. Sau cuộc giao chiến với băng dâu trắng, Roger tạm thời chiêu mộ được Kozuki Oden lên tàu, với mục đích đi giải mã những phiến đá cổ Poneglyph. Hầu hết các thành viên đều không chấp nhận Oden. Nhưng sau đó, sự nhiệt huyết của vị kiếm khách xứ Wano nhanh chóng khiến bọn họ thay đổi định kiến, và Oden cùng mọi người đã trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Thời gian sau đó, băng Roger tiếp tục chu du trên biển khám phá những vùng đất mới, như thị trấn vô luật lệ dây ra, đảo trên trời sờ cai kia. Sanh và Buggy tuy cùng độ tuổi, nhưng tính cách lại trái ngược nhau nên thường xuyên cãi vã. Chỉ đến khi vô bóng tối dây ly ra tay thì hai người họ mới chịu dừng lại. Vào một ngày kia khi chiến đấu với một nhóm cướp biển khác, Buggy đã chôm chỉ được một tấm bản đồ kho báu vô cùng giá trị. Thanh niên này đã quyết định giữ nó làm của riêng mà không khoe ra với ai. Bởi vì sau cùng, Sanh và Buggy đều có ý định thành lập một băng hải tặc riêng, nên phải chuẩn bị ngay từ giờ. Hay tin các thuyền viên khác tìm thấy được một trái ác quỷ trên tàu địch, mà nó có giá cả 100 triệu Belly. Buggy đã nảy ra ý định chiếm đoạt nó để bán lấy tiền. Thứ mà cậu ta ăn chỉ là một trái ác quỷ giả nhằm lừa mọi người. Có được tấm bản đồ cùng với loại trái cây quý hiếm, Buggy tính rời tàu ngay lập tức. Đen thay, Sanh bất ngờ xuất hiện khiến Buggy lỡ nuốt trái ác quỷ ba ra vào, trong bụng. Cũng vì quá sốc mà tấm bản đồ trong tay Buggy bị rơi xuống dưới biển. Do đã ăn trái ác quỷ nên nghiễm nhiên cậu ta cũng không thể tiếp tục bơi được nữa. Kể từ đó, Buggy vô cùng hận Sanh, đồng thời chẳng thể rời khỏi tàu Roger như dự định ban đầu được nữa. Cả băng tiếp tục chuyến hành trình trên biển của mình. Lần này là đi tìm những phiến đá Poneglyph màu đỏ, để biết được vị trí hòn đảo cuối cùng. Sau bao nỗ lực, cuối cùng băng hải tặc Roger cũng đã có trong tay được 4 bản sao của hồng phiến. Thời khắc tiến về hòn đảo cuối cùng cũng đã đến. Đen thay đúng lúc này, Buggy lại dính một trận sốt nằm liệt giường chẳng thể đi được đâu. Điều này khiến Sanh buộc phải ở lại để chăm sóc chàng trai mũi đỏ. Tìm ra được kho báu One Piece, Goldie Roger chính thức được cả thế giới gọi là vua hải tặc. Ông cũng tuyên bố băng hải tặc Roger tan rã từ đây. Việc phải tạm biệt thuyền trưởng, cũng như từng người một trong băng khiến Buggy và Sanh không kìm nổi nước mắt, khóc mếu máo mãi chẳng dừng. Vào cái ngày diễn ra buổi hành quyết vua hải tặc Roger, Sanh và Buggy cũng đã có mặt để tiễn đưa vị thuyền trưởng đáng kính. Ngay sau đó, bộ đôi đã tranh cãi với nhau vì không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, Buggy đã tiến về Biển Đông thành lập, nên băng hải tặc của riêng mình mang tên chú hề Buggy. 22 năm sau, tại thị trấn Ozang, đấng đã đụng độ với cậu nhóc Kaosu Monkey D. Luffy, người đang sở hữu chiếc mũ rơm của Sanh tóc đỏ. Thế nhưng dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng Buggy mới là người bị cu lù bón hành ngập mồm. Kết quả là Buggy bị thổi bay tới một hòn đảo nọ. Trên đường tìm cách quay trở về phục thù, Buggy đã gặp gỡ được Avida, nữ hải tặc cũng có mối thù với Luffy. Sau đó cả hai đã quyết định hợp tác với nhau truy lùng cu lù. Tại thị trấn Logetown, chớp thời cơ Luffy mất cảnh giác, Buggy đã khống chế được cậu ta trên đài hành quyết. Suýt chút nữa thì gã hề đã giết được vua hải tặc tương lai. Xui thay vào khoảnh khắc đó, một tia sét đã đánh thẳng vào đài hành quyết khiến cho Buggy cháy đen người. Kế sách hạ bệ Luffy tại đây cũng vì đó mà tiêu tan. Không chỉ có vậy, băng nhóm của Buggy đã bị người khói sờ mốc cơ bắt giữ. Cũng may là cơn lốc xoáy đã cuốn tất cả đi nên Buggy mới trốn thoát thành công. Do chưa trả thù được Luffy, nên Buggy quyết định kéo cả băng tiến về mái nhà xưa Đại Hải Trình. Trên đường đi tìm kho báu của thuyền trưởng John, Buggy đã gặp được Ace, con trai của vua hải tặc Roger, người đang là đội trưởng đội 2 băng hải tặc dâu trắng. Một thời gian sau, cũng vì đi tìm kho báu của thuyền trưởng John, mà Buggy đã đi nhầm vào một căn cứ của hải quân. Kết quả là gã hề đã bị bắt giữ và giam cầm trong nhà ngục vĩ đại nhất thế giới Impendao. Nhờ vào việc che giấu năng lực trái ác quỷ mà đấng đã thoát được khỏi song sắt nhà giam. Cùng lúc đó, Luffy cũng đang có mặt tại Impendao để giải cứu anh trai. Cả hai đã gặp lại nhau trong tình huống không thể ngờ tới. Phát hiện Luffy đang nắm la bàn dẫn đường tới kho báu của thuyền trưởng John, Buggy đã nảy ra ý định chiếm đoạt nó. Ai ngờ Luffy lại tin tưởng gã hề tuyệt đối nên đưa cho hắn chiếc la bàn, đổi lại Buggy phải dẫn cậu tới nơi giam giữ anh trai. Bộ đôi cùng nhau đi xuống tầng thứ nhất là địa ngục máu. Với năng lực trái ba ra,
Buggy và Luffy đã dễ dàng vượt qua được rừng trông. Buggy tính lừa Luffy xuống tầng thứ 2 để một mình bỏ trốn nhưng không thành. Kết quả là bộ đôi bị những con quái vật ở địa ngục quái thú truy đuổi. Để có thể thoát ra khỏi đây, Buggy nảy ra ý định thả hết những tù nhân trong nhà tù để tạo ra hỗn loạn. Mr. Tree thuộc tổ chức Ba Dốc Quốc cũng đang bị mắc kẹt ở trong này. Cả hai có chung ý tưởng vượt mục nên đã móc nối với nhau, mặc kệ Luffy một mình đi cứu anh trai. Thế nhưng thoát khỏi đây đâu có dễ đến thế. Ba người họ tiếp tục bị đưa xuống tầng thứ 3, địa ngục đói khát. Nhân lúc kẻ địch đang truy đuổi Luffy, bộ đôi đã đánh lẻ tìm đường cứu lấy thân mình. Sau một hồi di chuyển dưới cái thời tiết nóng bức, hai người họ đã gặp được Mr. Chubon Clay. Buggy và Mr. Tree bèn thả Bon Clay ra để cùng nhau hợp lực, thế nhưng anh ta lại muốn đi giúp sức cho Luffy. Thế nên là bộ đôi lại tiếp tục tìm cách để trèo lên bên trên. Thế nhưng chớ trêu thay, cuối cùng bốn người họ lại một lần nữa gặp lại nhau ở đường dẫn xuống tầng thứ 4. Quái vật bò sữa đã làm sàn nhà bị sập và tất cả cùng rơi xuống một lúc. Mặc kệ bộ đôi Luffy và Bon Clay chiến đấu với trưởng giám ngục Magellan, Buggy cùng Mr. Tree cùng nhau tìm cách quay trở lại tầng thứ 3. Song song với đó, Hanyaban đã bao vây kín lấy lối ra. Bộ đôi đào tẩu tính đánh bại hắn để vượt qua, nhưng ai dè thực lực hai bên quá chênh lệch. Cũng may là Bon Clay kịp thời xuất hiện, sử dụng mỹ nhân kế lừa Hanyaban, anh chàng Okama quyết định giải cứu cho bộ đôi đào tẩu. Đổi lại, hai người họ phải cùng với mình xuống tầng 5 giúp đỡ Luffy. Ở dưới này, Buggy và Mr. Tree phải đối chọi với bầy sói trắng hoang dã háo đói. Sau bao biến cố cùng sự nỗ lực không ngừng, Buggy đã mò được lên tầng 2. Hai ông tướng này đã giải thoát cho toàn bộ các tù nhân, để nhân lúc hỗn loạn có thể bỏ trốn. Do đó, những gã này vô cùng cảm kích và tôn thờ Buggy như đấng cứu thế. Toàn bộ các tù nhân vượt ngục được dẫn dắt bởi Luffy đang lao như vũ bão về phía trước, khiến binh lính của Impendao sửng sốt không biết ngăn chặn như thế nào. Đây vẫn chưa phải là tin xấu nhất, bởi băng hải tặc của Thất Vũ Hải Dâu Đen bỗng nhiên lại kéo tới nhà ngục này. Bất kỳ ai ngáng đường đều bị tên lông đen giết hại không ghê tay. May thay là Magellan đã giải quyết nỗi buồn xong, và ông ta đã một mình giải quyết đám tù nhân đang làm loạn ở tầng 2. Đồng thời độc dược của vị ngục trưởng đã bít kín cầu thang lên tầng 1 của nhóm Buggy. Nhờ vào Dâu Đen mà lớp độc dược chắn cửa đã bị phá hủy. Lũ tù nhân lại cứ tưởng là do Buggy làm nên liên tục tung hô tên này. Không lâu sau, Buggy đã mò lên được tầng 1 và đang vô cùng phấn khích khi nghĩ rằng sắp thoát được rồi. Tuy nhiên, đứng tiếp tục bị truy đuổi bởi lũ quái thú dẫu đang ở rất gần lối ra. Chạy một hồi thì va phải Crocodile đang đi lên. Hai ông tướng này không ngờ rằng Luffy lại trở ra được cùng với nhiều nhân vật máu mặt như vậy. Không những thế còn bị dính lên hoàn đá của Bon Clay vì việc dám bỏ rơi anh ta ban nãy. Buggy đã tiếp cận được cổng chính. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở nó ra thì lại thấy đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một chiếc thuyền nào. Hóa ra trước đó hải quân đã đi trước một bước, cho các con tàu rời đi. Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng khi có người cá, như Thất Vũ Hải Jinbei ở đây. Ông lấy một cánh cửa làm bệ đỡ nhằm trở, thêm vài đồng minh mạnh mẽ đuổi theo các con tàu. Crocodile, Mr. One và Buggy quyết định bước lên cánh cửa đó. Jinbei phóng một mạch tới chỗ của địch bằng khả năng bơi lội vượt trội của mình. Phe hải quân nã pháo đáp trả lại. Thấy vậy, Jinbei lặn sâu xuống dưới điều khiển dòng nước ném nhóm Crocodile bay thẳng vào chiến hạm. Ngoại trừ Buggy ra thì những người này đều có sức mạnh áp đảo, chắc chắn hải quân không thể làm được gì. Cuối cùng, nhờ vào khả năng giả dạng của Bon Clay mà tất cả đã trốn thoát được thành công. Mục tiêu tiếp đến của bọn họ là tiến về tổng bộ để tham gia vào cuộc chiến thượng đỉnh. Sau khi thoát khỏi nhà ngục Impendao, thân phận thật sự của Buggy đã chính thức bị bại lộ. Ngoài Luffy ra thì ai nấy đều hết sức bất ngờ trước điều này. Lũ tội phạm trong nhà tù thấy thế thì tỏ ra kính trọng và liên tục tung hô Buggy lên mây. Dù có đôi chút hiểu lầm nhưng đấng coi đây là vận may mà ông trời ban cho mình. Buggy tưởng tượng rằng nếu như cứ thế này thì khả năng cao tương lai bản thân sẽ trở thành tứ hoàng, thậm chí là vua hải tặc. Sự ảo tưởng đó khiến Buggy đưa ra một quyết định điên rồ, đó là tiến tới tổng bộ hải quân để lấy đầu tứ hoàng dâu trắng. Sự xuất hiện của Luffy và Buggy tại Marineford là điều hết sức bất ngờ với những ai tham gia cuộc chiến sinh tử. Nhìn thấy đám thuộc hạ hùng hậu đang ở dưới trướng đấng hề, dâu trắng nhận ra không nên dây dưa với chúng vào lúc này. Vì lẽ đó, người đàn ông mạnh nhất thế giới đã ngỏ ý hợp tác với Buggy cùng đánh bại hải quân. Sau đó thì hai bên chiến đấu với nhau cũng không muộn. Vốn dĩ Buggy rất sợ dâu trắng, thế nên khi được ông ấy thừa nhận thì hết sức vui mừng, lấy đó làm niềm tự hào. Ngay sau đó, Buggy lập tức thay đổi dự định ban đầu, tạm theo phe dâu trắng chống lại hải quân. Mỗi tội vào lúc hăng máu nhất thì gã hề đã bị cuốn vào cơn bão cát của Crocodile. Mặt khác Luffy thì đang bị mắt diều hâu cản đường.
cậu liền kéo bắc ghi từ trên không xuống để làm khiên chắn đỡ đạn. Quá tức tối khi bị mắt diều hâu chém thành nhiều mảnh, bắc ghi phóng ra đạn pháo đặc chế về phía đối phương. Ai dè nó lại phản tác dụng khiến hắn bị nổ tanh bành. Dẫu vậy, đứng bắc ghi chưa thể chết ngay được. Lũ đàn em trong ngục đã tìm được một con ốc sên truyền hình. Sau đó chúng đã phát trực tiếp diễn biến cuộc chiến tại tổng bộ hải quân ra toàn thế giới. Bắc ghi tính nhân cơ hội này phô trương thân thế của bản thân nhằm tạo dựng tiếng vang, khởi đầu cho con đường trở thành vua hải tặc của mình. Thế nhưng thủy sư Sengoku nào có để gã hề làm càn. Ông ta liền lập tức ra lệnh cho Aokiji đóng băng bắc ghi và lũ đàn em lại ngay lập tức. Khi được giã đông xong cũng là lúc mà bắc ghi chứng kiến cái chết của người đàn ông mạnh nhất thế giới dâu trắng. Quá sợ hãi trước cảnh tượng đó, bắc ghi đành buông bỏ hết tất cả để chạy trốn ra biển. Thế nhưng vai trò của gã hề tại đây vẫn chưa hết, khi mà gã vô tình trở thành người nắm giữ mạng sống của Luffy và Jinbei trước sự săn đuổi của Akainu. Suýt nữa thì bắc ghi đã bị tia laser của Kizaru bắn trúng. Đấng không còn quan tâm tới gì nữa nên đã ném cả cho lo chăm sóc. Chưa kịp rời đi thì người bạn chí cốt lâu năm xanh tóc đỏ bỗng bất ngờ xuất hiện. Điều này làm bắc ghi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó xanh đã nhờ đấng đưa chiếc mũ rơm cho Luffy, đổi lại sẽ cho hắn một tấm bản đồ kho báu. Bắc ghi tin sái cổ nên đã bị tóc đỏ lừa một vố đau đớn. Tưởng rằng bản thân và xanh vẫn còn ngang hàng nhau, bắc ghi liền chửi xối xả vào mặt vị tứ hoàng cụt tay vì cái tội dám lừa mình. Cảnh tượng này càng khiến lũ đàn em nể phục bắc ghi hơn và nguyện đi theo hắn ta suốt đời. Trận chiến thượng đỉnh kết thúc, bắc ghi liền trở về hội họp với đám thuộc hạ ối rồi ôi. Chúng khóc lóc thảm thương cứ như lo cho thuyền trưởng lắm. Cũng nhờ những biến cố đó mà băng của bắc ghi càng ngày càng lớn mạnh hơn. Mặt khác, chính quyền đã gửi đích danh cho gã hề một lá thư. Thì ra bên trên muốn chiêu mộ bắc ghi vào hàng ngũ thất vũ hải, thay thế cho những kẻ vừa mới rời đi như Jinbei, Crocodile hay Mozia. Bắc ghi liền đồng ý ngay, bởi vì dù sao đây là cách tốt nhất để tồn tại ở tân thế giới. Kế đến bắc ghi mượn Crocodile một số tiền lớn để thành lập, nên tổ chức đánh thuê, tuyển những gã người khổng lồ về làm tay sai cho mình. 2 năm sau, việc làm ăn nghe vẻ khá là thuận lợi. Cùng lúc đó, việc Doflamingo bị Luffy đánh bại càng khiến nhiều khách hàng liên lạc với tổ chức đánh thuê của bắc ghi hơn. Đen thay, đám người khổng lồ bỗng dưng xin nghỉ để tham gia vào hạm đội mũ rơm mà Luffy làm chỉ huy. Ngay vào lúc công ty đang ở ngưỡng cửa phá sản, thì lại có một tin động trời ập xuống. Đó chính là việc hệ thống thất vũ hải đã bị chính quyền xóa bỏ. Kể từ giờ, Katsuichi Bukai sẽ không còn được bảo kê nữa và bị săn đuổi như những tên hải tặc bình thường. Khi hải quân vừa ập đến sao huyệt của mình, bắc ghi liền ra lệnh cho thuộc hạ phản công lại. Bản thân hắn thì thu xếp hành lý để bỏ trốn. Bất ngờ Crocodile cùng Mr. One đột nhiên xuất hiện và đánh chìm các chiến hạm của hải quân. Hóa ra hắn ta mò tới đây là để đòi nợ trước khi hề siêu sao chuồn mất. Tuy nhiên, hiện tại bắc ghi lại không có một xu dính túi. Vì lẽ đó, gã hề buộc phải sang nhượng lại tổ chức đánh thuê cho Crocodile. Hắn xin nhận trọng trách in ấn, vận chuyển và quảng bá cho tổ chức cờ rót vui của ngài cá sấu. Đen thay, đám thuộc hạ của bắc ghi vì quá tôn thờ thuyền trưởng nên đã làm Potter hơi lố, biến bắc ghi trở thành thủ lĩnh của cờ rót vui. Do nó đã lan truyền đi khắp nơi nên chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Điều này làm Crocodile và Mihawk vô cùng tức giận. Cả hai muốn đoạt mạng của bắc ghi ngay lập tức cho đỡ nhục nhã. Nhận thấy cờ rót vui là một tổ chức vô cùng nguy hiểm khi liên tục săn lùng và treo thưởng cho cái đầu của các hải quân, chính quyền buộc phải nâng cao tiền truy nã của những ai đang cầm đầu đường dây này. Và thế là tiền truy nã của mắt diều hâu đã được đôn lên tận 3.590.000.000 Belly, hơn cả số tiền truy nã của tứ hoàng bắc ghi và tứ hoàng Luffy. Đánh đập hành hạ bắc ghi chán chê, mắt diều hâu cũng không còn cảm thấy giận dữ nữa. Ông ta cảm thấy đây có lẽ là một điều tốt. Dù sao thì vị đệ nhất kiếm sĩ cũng không hứng thú với danh hiệu tứ hoàng. Thà cứ để bắc ghi bị hiểu lầm là ông trùm để chịu xào, còn bản thân chỉ cần sống bình yên là được. Khi nào bắc ghi hết giá trị lợi dụng thì sẽ loại bỏ ngay. Kế đến, mắt diều hâu và Crocodile đã được bắc ghi giới thiệu cho lũ đàn em. Họ sẽ là thủ lĩnh mới của đám tạp nham ngờ nghệch này. Đầu tiên, để gia tăng độ nhận diện cùng sức ảnh hưởng của cờ rót vui, cá sấu và mắt diều hâu sẽ truy nã các binh lính hải quân. Kế đến bọn họ sẽ thành lập nên một quốc gia quân sự hùng hậu. Khổ nỗi, hết lần này, tới lần khác đám thuộc hạ của bắc ghi làm liều làm hỏng hết cả kế hoạch. Điển hình và việc đóng tàu sai lệch trông không khác gì con thuyền riêng của bắc ghi. Điều này khiến tứ hề lại thêm một lần nữa bị hai cự thất vũ hải hùng mạnh bón hành. Tuy nhiên, bắc ghi đã liều mạng tuyên bố với mắt diều hâu và cá sấu rằng hắn không muốn đi theo con đường của hai người họ. Thứ mà tứ hề muốn chính là tìm được kho báu One Piece và trở thành vua hải tặc. Điều này càng khiến cho Mihawk điên tiết hơn.
Hiện tại, ông không hề muốn gây chiến với tóc đỏ, dâu đen hay mũ rơm. Thế nhưng Buggy đã đi trước một bước, thông báo cho toàn bộ thuộc hạ rằng kế hoạch kế tiếp của tổ chức chính là tìm kho báu One Piece. Mắt diều hâu cùng cá sấu chẳng còn cách nào khác, buộc phải tham gia vào đường đua truy tìm kho báu One Piece khi mà ba tứ hoàng còn lại đang liên tục hoạt động mạnh mẽ. Cuộc hành trình trở thành vua hải tặc của tứ hề Buggy vẫn còn đang dang dở, chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hy vọng là hắn ta có thể thực hiện được ước mơ của mình. Video review về cuộc hành trình của Buggy đi Cloud hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!